Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Đây là bác Tho nhá các bạn nhá. Đây bác đang làm một số cái cây này này. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn quan sát nhá. Đó. Cái này bác cái vừa chốt cán xong. Đây vừa chốt cán xong như này này. Thì nó vẫn còn nhựa cánh kiến đây. Thì các bạn sẽ xem cái dao thì nó cũng sẽ giống nhau thôi, nhưng mà cái này là gỗ chắc này. Cho các bạn xem gỗ nhé. Cái này là gỗ sưa này. Cái này là gỗ sưa bắc. Sưa sưa bắc ấy. Nó mềm. Gỗ này là nó mềm. Nó cũng có mùi thơm. Đây là cũng là gỗ sưa này. Cũng là gỗ sưa bắc. Cái này là anh em gỗ này thì mình không mua nhé. Anh em chủ yếu là anh em gửi lên thôi. Đó, đây là cái gỗ mun này. Đấy, bác Tho đợt này bác lại làm cái sống bằng phẳng luôn. Như này. Bằng như này nhá. Đó. Thành như một cái con dao luôn. Cái này là vỏ mũi cụp này. Cũng là gỗ mun này. Cái mun này là gỗ mun phèo. Nó hay bị loang, loang loang. Màu gỗ rất là đẹp. Đây là cái gỗ mun này, vân gỗ mun, cũng là gỗ mun. Đây cũng là mun này, mun hoa Tây Bắc này. Đây cái này vừa chốt cán xong. Đó, các bạn xem. Bây giờ nó chả nhớ được loại thép gì này, phải bảo bác Tho. Cái này nó là vẫn là mộc thôi nha các bạn nhá. Đến về các bác phải phải mài đi này. Mài đi và tuốt hết những cái bụi than này đi này, những cái bẩn bụi ở đây. Sau đó mài lại. Đó, nó nếu mà anh em nào mà thích bôi cái ấy thì anh em các bạn có thể là bôi cái dầu lưu lên thì cho nó nhìn nó bóng bẩy, nhìn nó đẹp. Đây nó vẫn còn đang mộc lắm, vừa mới làm xong thì nó sẽ vẫn còn mộc. Đây, cây nhọn này đấy, còn đang mộc mà. Đó, cây cán cán tím mà, cũng cẩm này. Cổng cây cán sừng trâu này, cán sừng trâu thép này anh em cũng gửi hết lên thôi cho bác Thò bác làm. Đó. Cái này là hình như là gỗ chắc. Ok đó nhá các bạn nhá. Cái gỗ sưa này thì cũng nó màu sưa sưa bắc ấy, nó cũng khá là đỏ đỏ tía. Cái này anh em cũng gửi lên. Nếu mà anh em nào có cái gỗ hoặc là thép gì thì gửi lên cho bác Tho bác làm giúp nhé. Đây là cũng cái cây gỗ sưa, hình như là cây này đúng không? Cây này là đây đúng không? Đút vào xem nào. Cầm máy quay nên sẽ không sẽ khó khó đút vào, ông bác đút vào con cây này vậy, phải cây này không? Phải cây đây không nhỉ? Đúng rồi. Cái gỗ sưa này nó sưa bắc này nó còn non đấy nên nó khá là mềm. Nó chưa khô hẳn đâu. Cái này thì chưa khô hẳn mà cái này tươi. Nó còn tươi lắm à? Sau về nó sẽ ngót đi mà. Không tôi Đấy nha anh em nhá,
cái gỗ này ấy, anh em muốn làm ấy thì phải nó phải thật khô thì mới làm được. Đấy, sau thì nó vẫn còn tươi như này, đến lúc mà làm xong nó sẽ bị ngót đi một tí, nó sẽ hơi rỗng đấy, hoặc là nó có thể co lại một chút, rỗng hoặc co hoặc vênh một tí nhá. Thì cái này bắt buộc là phải khô, nhưng cái này là cũng đỡ đỡ rồi ông nhỉ. Ừ. Cái này thì mình đã lúc lúc làm là mình cũng đã hơi qua rồi. Cái này cũng vậy này. Còn cái gỗ gỗ chắc này thì nó ít khi là bị ngót nhé. Thớ gỗ mịn nhưng hơi giòn một chút. Ô, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Đây là cây dao nhọn của bác Tho nhá. Đấy, nhọn nhọn. Nhọn người Mông. Nhọn người Mông nó như này nhá. Đấy. Ok, cảm ơn anh em nhá.